Hello và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì lại là mình đó các bạn ơi. Anh chàng tao rất đẹp trai khôi ngô tuấn tú này. Thì ngày hôm nay vẫn là một video về blog Mango nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái số 130 cá lâu đài để mình chơi bet nha các bạn. Kiểu vào đây mình sẽ không quấn lộn nữa mà mình đi trốn nha các bạn ơi. Và các bạn xem video nếu mà thấy hay thì hãy ấn vào like và đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Đó chính là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm những video hay hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại bên mình đang có dịch vụ đó là nạp thuê và cày đó nha các bạn. Kế bên đó thì mình cũng bán ad nữa nha. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo mà mình để ở phía trên màn hình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ quay lại với vấn đề trận đấu nha các bạn. Ui vãi chưởng, tôi bị kẹt rồi các bạn ạ. Tôi sẽ spam lâu đài dữ quá. Nó cho tôi vô góc lắc luôn các bạn ơi. Ok, video ngày hôm nay chủ yếu là giải trí thôi nha các bạn. Các bạn đã thấy tôi chơi kỳ quá rồi à, comment chữa tôi nha. Ok. Có một ông vô nhà nè, tôi sẽ nhốt ông lại nha các bạn. Hi. Ôi trời ơi, chỗ đó nó không cho đặt block các bạn ạ. Cho nên nó mất block luôn. Thì ra là mấy ông này leo lên lâu đài tôi trốn hết rồi các bạn ạ. Thì không biết là video ngày hôm nay tôi có thể sử dụng hết cái số lâu đài mà tôi đang có không nữa. Để coi là tôi có thể sử dụng hết không nha. Đấy, anh em nhìn kìa. Quá trời lâu đài luôn. Một ông màu xanh như này. Hay quá bạn ơi. Thì đồng đội tôi cũng đã tiêu diệt rồi nha. Mới đây mà team màu xanh đã bị phá hủy luôn rồi bạn ạ. Không còn một ai hết. Một ông đang di chuyển bên này, tôi sẽ chọn ông lại. Hey, hey, hey. Anh Liên chắc là bị kẹt rồi các bạn ạ. Kiểu anh Liên đang sắp. Ủa, cái gì vậy? Sao như lâu đài vậy? Ủa, alo. Anh Liên chọn đèn vừa hướng mình các bạn ạ. Rõ đâu vậy? Hiểu ra là chạy rồi. Thấy lâu đài dữ quá, chắc anh Liên sợ chạy luôn rồi các bạn ơi. Có một ông mùi vậy nè, tôi sẽ nhảy xuống nha. Hi. Ui, tôi té luôn rồi các bạn ơi. Rồi, đập đầu lên cái lâu đài luôn. Hay thật chứ. Thôi, không sao nha. Tôi vẫn còn sống các bạn ạ. Để tôi mua vài trái sẽ làm để mọi khi rớt tôi có thể là sử dụng nha các bạn. Anh em kia đứng nhìn kia. Ok, click cùng tôi bắn nha các bạn. Anh em xem tôi bắn này. Đấy, bắn vậy cũng dính được. Hello. Tặng bắn mấy cái lâu đài này. Không biết kiểu như này mình có bị đi bò không nữa các bạn. Chủ yếu là vô tạo trò vui cho các bạn xem thôi. Chứ thật ra là tao lít cũng không có tiếc gì mấy cái này đâu nha các bạn. Rồi, ok. Video trước thì tôi đã sử dụng hơn 100 cái Obsidian để bảo vệ bé luôn các bạn ạ. Video ngày hôm nay là hơn 100 cái lâu đài đúng nha. Rồi, ok, tôi sẽ dùng đạn lửa để phá hủy để giết ông này đúng nha. Chạy đâu bạn ơi. Kiểu thanh niên vàng bây giờ đang sốc lắm. Không biết là tối ngủ có gặp thấy lâu đài không đó các bạn. Thanh niên leo lên kia luôn rồi. Rồi, tôi leo lên cầu thang luôn nha. Rồi, đứng đây chặn luôn hả bạn. Chặn hả, chặn này rồi. Còn có một thanh niên màu vàng ở bên dưới các bạn ơi. Cái là bạn của mình chạy xuống dưới mà mình nhìn xuống chả hay đậu hết các bạn à. Để mình nhảy xuống coi có dưới không nha. Không biết là phải có bị lắc gì không nữa. Chứ tôi thấy hiện tượng này gặp cũng khá là nhiều các bạn à. Gặp mấy trường hợp này thì đứng đợi thì nó cũng mất thời gian đó các bạn ơi. Cho nên là chắc là mình sẽ ao luôn nha. Rồi, như vậy là vô ván mới rồi nha các bạn. Khi đầu game theo như thường lệ là tôi sẽ dùng cái số lâu đài tôi đặt ra nha các bạn. Nếu mà bạn nào có nhiều lâu đài thì chơi theo kiểu như này đi, vui lắm. Tôi chơi tôi còn hay vui nữa các bạn. Chơi chủ yếu là giải trí thôi nha. Chứ mà các bạn đừng có chửi bạn này bạn kia nha. Thật ra là cũng muốn bảo vệ cho các bạn thôi. Lâu đài là để bảo vệ lắm các bạn. Thấy tôi bảo vệ tem tôi cái đốc luôn này. Tôi đặt hết quá trời luôn. Không biết là tem địch qua nhìn thấy không biết có sốc không nữa. Rồi, ok, như vậy là xong rồi nha. Rồi, đi chiến đấu thôi. Tôi thấy trận này có khá nhiều bờ rộ các bạn à. Có một bạn VIP cạo lắm hay sao ấy. Lúc đầu vô tôi có thấy là có cái hành VIP 8 á các bạn. Tôi thì có thể là không biết là solo lại không đây. Ai à, mỏ màu đỏ chưa gì mà chạy lên đây rồi nè. Hình như thanh niên đó là thanh niên bờ rộ đó các bạn ơi. Đó, thanh niên dí dưới kìa. Ok, tôi sẽ chạy nha. Ủa,
sao lên đó được hả các bạn? Hình như map này là cái map cũ rồi đúng không? Ôi ối rồi, ồ hình như đỏ nè. Rồi vô đây, vô chiến với mình luôn hả bạn? Vô đây. Ồ hình như này có cánh biết pháo nha bạn, kinh thật chứ. Rồi hình như sắp chết rồi nha. Rồi ok không nha, như vậy là hình như lên dĩa luôn rồi các bạn ơi. Ôi à, hello. Ơ chạy đi đâu vậy bạn? Đứng lại đi. Ơi, rồi, anh đi ra ngoài đúng rồi. Hôm sau tôi sẽ dí ổng nha. Tôi sẽ đi cho anh đi màu đỏ nha các bạn. Ông nhảy cà tinh bên đó kìa. Hey. Ôi giời ơi, không được. Đặt nè. Rồi, à, anh đi màu đỏ kia định ra trả thù các bạn ơi. Ô, ra đây. Ông mà ra là tôi sẽ đặt cái lâu đài. Rồi, anh đi kìa, tẻ không rồi bạn. Ui, chạy. Ui, anh đi quấn đầu vậy. Ủa, kênh đáy. À, nhốt ổng lại. Lâu đài căng hết các bạn à. Thì à, nếu bạn nào bị dí giống mình á, thì có thể là lấy cái lâu đài ra sử dụng để chặn lại nha. Ok, vô đây. Nãy ông định quýnh tôi đúng không? Rồi, ok, solo 1-1 luôn này bạn. Rồi, khai máu nè. Rồi, lên dĩa luôn nha. Gặp mấy thanh niên VIP 8 này à, thường thường thì tôi rất là sợ các bạn à. Nhưng mà video ngày hôm nay tôi chơi khô máu luôn các bạn ơi. Chả ngán thằng nào hết. Vô đây. Tôi sẽ dùng kim cương nàng máu với nàng bảo vệ lên nha. Thì có nhiều bạn nói là chơi với em không được nam kim cương. Ồ, hình như là các bạn không biết là nhà phát hành game sản xuất kim cương ra để nam rồi. Thường thường nếu mà solo thì sẽ không được sử dụng kim cương nam nha. Nhưng mà trong một trận đấu rành thì các bạn có thể sử dụng chứ. Đây là cái tính năng game mà các bạn. Thì hồi đó mình đăng những cái video mà solo với pro player các bạn, thì cũng có nhiều bạn nói mình năng kim cương. Thì hãy nói đúng đó, bạn đó nói đúng, mình là có năng kim cương nhưng mà mình năng máu và bảo vệ nha các bạn, chứ mình không có năng kiếm nha. Thì có nhiều bạn hỏi mình là sao quýnh mấy hit rồi chết mấy người phía 8. Thì thật ra các bạn sử dụng cái ngọc pha giáp là các bạn sẽ biết à. Ngọc pha giáp nó rất là mạnh luôn nha các bạn. Cho dù mà bạn đó phía 8 ta lệnh có bao nhiêu á, các bạn dùng ngọc pha giáp á, các bạn quýnh một xíu rồi, một phát thôi là cũng đã hơn 7-8 đam rồi. Cho dù bạn nói có mặt cái giáp kim cương á, càng mặt giáp kim cương là sẽ càng quên thấm nha các bạn. Không tin thì các bạn có thể là chơi thử đi. Ôi rồi ôi, có một thanh niên màu vàng lẹt ở đây các bạn à. Rồi sẽ sử dụng lâu đài nhốt ông lại nha. Hết đường chạy nha bạn. Rồi một máu này. Ok, tôi sẽ di chuyển đến tay màu vàng luôn nha. Hiện tại tay màu vàng chưa bị mắc bét các bạn à. Chưa mất bet thì mình sẽ qua đập bet nha. Thì đồng đội tôi sẽ qua cô vợ tôi anh em ơi. Rồi tôi sẽ đặt lâu đài ở đây để nhốt mấy ông này lại. Rồi tôi sẽ pha bet nha các bạn. Pha bet trong im lặng thì chắc chắn sẽ không ai biết hết nha các bạn. Rồi ok. Rồi xong. Tạm biệt cái bet nha. Ok rồi ông này FK đúng rồi. Rồi anh Yên này còn đứng phàm vàng nữa các bạn. Nhà mất tới nơi mà còn đứng phàm vàng nữa. Rồi xong luôn nha. Hắn điên này nhanh quá các bạn ơi. Tôi với ông này nãy giờ luôn. Ôi ôi, ông sử dụng mềm các bạn à. Ok, đến đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý mấy cái người mà chơi mềm như này nha. Thì nếu mà trong kho đồ của các bạn có thuốc tàng hình đó, thì các bạn sử dụng thuốc tàng hình cho mình nha. Thì công dụng của thuốc tàng hình nó là đi qua mền thì nó sẽ không bị nổ nha các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy là tôi đi qua mền rồi như thế mà không có thể nào mà nổ được tôi luôn nha các bạn. Như vậy là còn một thanh niên màu xanh cuối cùng thôi nha các bạn. Rồi để bây giờ tôi sẽ tìm mẫu luôn nha. Ôi dồi ôi, thanh niên ở dưới đây hả. Ui, như vậy là trận đấu xong luôn rồi nha các bạn. Thì ok, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian xem hết video này. Nếu mà rồi hết, hãy nhớ lại cho mình một like và 5 tiếng nha. Cũng giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.